Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email Lê Phú Khải 13/2/2018 ông Vũ Khiêu trong trang phục lạ, ngồi trước bức họa của chính ông. Ảnh Internet ngày giáp Tết vừa qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm một trí thức là ông Vũ Khiêu và được đài báo đưa tin. Theo tôi biết thì giới có học ở Việt Nam không? Xem ông Vũ Khiêu là một trí thức, trước bao nhiêu vấn nạn của đất nước ngày một gia tăng, ông chỉ ngập miệng ăn tiền, giữ thân để hưởng phú quý. Đảng và nhà nước độc tài VN chỉ xem những người có chút tiếng tăm, nhưng dễ bảo, biết cúi đầu hoặc yên lặng là những trí thức tiêu biểu để Tết nhất đến thăm. Văn Hào Sa Chơ từng tuyên bố, ai chế ra quả bom nguyên tử, người đó là bác học, nhưng không phải trí thức. Chỉ khi nào người đó nhận ra quả bom nguyên tử là xấu, lên tiếng phản đối nó, thì từ đó trở đi ông ta mới là một trí thức. Viện sĩ Hàn Lâm Nga En, Môi Ever, định nghĩa về trí thức như sau. Người trí thức luôn suy nghĩ đến số phận dân tộc mình trong sự so sánh đối chiếu với những giá trị toàn nhân loại. Và lại, bất cứ một dân tộc nào bao giờ cũng có những nhà trí thức tiêu biểu nhất của dân tộc mình. Giáo sư Cao Huy Thuần thì lại có một định nghĩa khá thú vị và độc đáo về thế nào là một người trí thức. Theo ông, ai đánh thức không cho xã hội ngủ thì người đó là trí thức, bất kể họ là ai. Bởi vậy theo tôi, ở nước ta ngày nay, những người như nhà văn Nguyên Ngọc, Phạm Đình Trọng, nhà giáo Phạm Toàn, đạo diễn Trần Văn Thủy, nhạc sĩ Tô Hải, luật sư Lê Công Định, tiến sĩ Nguyễn Quang A, v.v. là những trí thức đích thực của dân tộc Việt Nam hôm nay. Các nhà chức trách và nhân dân nên đến thăm họ vào dịp Tết nhất, có thế đất nước mới khá được. Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email.